Vụ việc xảy ra tại một kho hàng thuộc phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Nạn nhân bị tài xế xe tải dùng hung khí sát hại. Dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng không qua khỏi. Video toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Tối 3 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trường Sinh, thành phố Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày tại một kho hàng hóa ở tổ 6 phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Người dân sống tại khu vực xảy ra sự việc cho biết, thời điểm trên, một lái xe bước xuống từ xe tải. Sau khi có những lời to tiếng với thủ kho, người này lên xe cầm hung khí đuổi đánh và chém vào mặt khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.